Anh già cái gì đấy? Xem cái nội dung bổ ích thì không xem, toàn xem vớ vẩn thôi. Bổ ích không bằng bổ mắt đâu. Thời buổi bây giờ loạn hết rồi, toàn thấy lên mạng khoe xăm, khoe lốp, khoe bưởi, khoe bồng. Mà cái đấy lại nhiều người xem mới đều chứ lì. Cái nội dung có ý nghĩa, lành mạnh thì lại ít người quan tâm. Làm trợ líp bây giờ là phải có gái xinh, hở hang, hở hốc thì mới thu hút được khán giả. Chứ ý nghĩa, ý đồ quan trọng gì? Ôi, sư bố cái thằng này, mắt mày để lên trán à? Cụ thông cảm, mắt cháu lại đang dính vào hai cái quả liệu hồn dưới kia. Này, cái con ốc nhà bà nhái kia, mày làm cái trò gì đây? Dạ, cháu đang quay chờ clip để đăng lên mạng. Cụ ơi, bây giờ khán giả đa phần là giới trẻ, nên là cái trò ngoáy mông ngoáy má này nhiều người xem lắm. Cháu có tuổi rồi còn thích này con. Đã đăng lên mạng thì ai cũng có thể xem. Người già sẽ đánh giá mình là cái loại chả ra gì. Trẻ con xem được thì có hay. Đã làm thì phải làm cái gì nó lành mạnh bổ ích chứ. Giờ nhiều người làm nội dung có cần để ý gì đến ý nghĩa đâu. Cứ nhiều người xem là được, bất chấp câu view, câu like, để mai này còn bán hàng hoặc là làm việc nọ việc kia. Thời buổi bây giờ thật giả lẫn lộn, chẳng biết đường nào mà lẩn. Ốc ơi, để người ta không bới bố bới mẹ mày lên thì đừng có làm cái trò lố ấy nữa. Phải làm cái có ích. Thì cô ấy đang làm có ích cho mắt còn gì. Cái gì đấy bố? Làm cái gì mà nhảy nhởn như là con bọ gậy thế? Con muốn làm idol top top. Mày còn nhảy nữa là bố cho mày thành top mỡ chứ không phải là top top đâu. Con vẫn thấy bố hay xem người ta nhảy nhởn, con làm như thế sao bố lại mắng con? Đấy, bố chẳng ra hồn bố thì nói thế nào được con. Tôi xem một chút cho vui chứ có ảnh hưởng gì đâu mà. Sao lại không ảnh hưởng? Con cún, vào trong nhà học bài đi, để mẹ nói chuyện với bố. Vâng. Xem gái xinh, nhút nước bọt nhiều, khô mồm, tốn nước. Dựng mơ lên lại đi hát hò gái gú tốn tiền. Như thế lại bảo không ảnh hưởng à? Em nói cho anh biết nhá. Em mà còn thấy anh xem nữa là em dán mắt lại đây. Mạng xã hội bây giờ phức tạp, phải chọn cái hay, cái tốt mà xem. Thế là nhòe hết pha rồi. Bên này có bực không? Vợ đăng ảnh để mốc ra thì không like, suốt ngày like gái xinh. Điện thoại này. iPhone 17 của tôi. Tính mình nóng như kem, có thế thôi mà cũng xăm mất người ta. Xem một tí thôi chứ có gì mà. Thế đã uống thuốc chống vỡ mồm chưa mà tí với tùm? Từ nay anh mà còn xem thì biết tay. Ôi sư bố đứa nào rồi chân rồi tay đấy. Cụ ơi, cháu nhầm tòa đồ. Mà ai bảo cụ đi đến đây làm gì? Ô hay, đường làm ra để đi lại bảo tôi đến đây làm gì? Hay là tôi đi lên đầu cô? Mà chú Hầu hôm nay trời có nắng đâu mà lại đeo kính râm. Tại cái tội xem gái đấy cụ ơi. Thế là xem gái để cái mắt nó lại bị tê tái. Cún ơi,
Vào gọi bố ra để ăn cơm. Vâng. Được đấy. Bố ơi, bố ra để ăn cơm. Con cứ ra trước đi, lát nữa bố ra. Vâng. Này con, thế bố đâu mà chưa ra? Mẹ ơi, bố đang xem gái đấy. Thế này thì giỏi quá rồi. Không cho bài học thì không chừa đấy mà. Đây, cơm của mẹ đây. Mẹ xin. Đây, cơm của Cún đây. Con xin. Con mời cả nhà ăn cơm. Thế không đem cơm cho anh à? Anh bỏ điện thoại ra, mở mấy con nhảy nhởn lên, để vào bát kia. Đây, ngắm bưởi ngắm bồng cho no đi, không phải ăn nữa. Mình làm cái gì mà quá đáng quá thể với tôi thế? Thế với thể cái gì? Thích gái lắm cơ mà. Đừng có xem vớ vẩn. Xem thì nên xem thời sự để biết chuyện đó chuyện đây. Hay là xem người ta làm ăn thế nào. Hoặc là xem bông hoa nhỏ. Còn bông hoa lớn rồi ai lại xem bông hoa nhỏ? Từ nay trở đi, từ giày trở lại, em mà bắt gặp anh xem gái gú thì hai quả đèn pha đổi màu đấy.